Hi guys, the last time we finished unit 7 and today we study unit 8. Creative minds, and I want to introduce you grammar in use first. And today we are going to learn about the direct and reported speak or indirect speech. So first, do you know direct speech and reported speech? Okay, let me see. Direct speech is the exact words someone said. We use quotation marks in direct speech. And reported speech or indirect speech is the exact meaning of word someone said, but not the exact words. We do not use quotation marks in reported speech. For example, I am listening to music now. This is the direct speech. And she said that she was listening to music then. This is a reported speech or indirect speech. Today I want to introduce you three types of reported speech. First, reported statement. The second one, reported questions. And third, commands or requests. Let's look at number one, reported statement. We look back the example. I am listening to music now. And let me see, she said that she was listening to music then. Chúng ta hãy xem lại cái ví dụ cô cho lúc nãy. I am listening to music now. Đây là cái câu trực tiếp. Và she said that she was listening to music then. Cái câu này người ta gọi là câu gián tiếp. Rồi, chúng ta hãy xem. Vậy thì từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, chúng ta sẽ thấy là có những cái sự thay đổi như thế nào. Let's look at I in the direct speech and she in reported speech. The second one, I'm listening. And we change to was listening. And next, now. And you can see in reported speak then. Vậy thì chúng ta sẽ thấy đó là khi mà mình muốn đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp thì chúng ta sẽ thấy có những cái sự thay đổi. Ví dụ như là về đại từ, về cái thì hoặc là về những cái trạng từ. Rồi, tuy nhiên chúng ta hãy xem công thức khi mà muốn đổi từ trực tiếp sang gián tiếp trước. Thì chúng ta sẽ thấy trong câu gián tiếp, she, mình sẽ có đó là subject. The second one, said that or told somebody that. Rồi, ở đây cô muốn nói với các em đó là khi mà mình, nếu mà mình dùng động từ said thì ở đây mình không có dùng someone, somebody. Còn nếu mà mình dùng told thì mình phải dùng someone, somebody. Và cái từ that ở đây á, tức là mình cũng có thể dùng hoặc là mình cũng có thể bỏ được. Rồi, next, she, subject. Rồi, and you can see I'm listening. This is the present continuous. Các em sẽ thấy đó là câu trực tiếp mình có cái sử dụng cái thì đó là hiện tại tiếp diễn. Và sang cái câu gián tiếp thì mình thấy đó was listening. Đó là cái thì quá khứ tiếp diễn. Chính vì vậy mà động từ ở đây mình sẽ thay đổi cái thì tense
change. Rồi, như cô đã nói, đó là khi mà mình muốn đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp thì mình sẽ có một số thay đổi. Rồi, vậy thì mình sẽ đi vào những cái thay đổi đó là những gì? Thứ nhất, đó là về cái thì, tense change. In direct speech, and you can see the table. Rồi, and this is a reporter speech. Ở đây là cô sẽ giới thiệu cái bảng, một cái bảng mà khi mà mình đổi từ câu trực tiếp sang gián tiếp và mình sẽ đổi thì trong cái câu đó. À, cái thứ nhất đó là nếu mà ở trong câu trực tiếp mình sẽ có là present symbol and reporter speech, we change to past symbol. The second one, present continuous, we change to past continuous. And the future symbol will, we change to would. The present perfect, we change to past perfect. Present perfect continuous, we change to past perfect continuous. Past symbol, we change to past. You can use past symbol or you can change to past perfect. And past continuous, you can use past continuous or you can change to past perfect continuous. And there are some more verbs, can, may, must. We can change to can, to could, may, to might, must, you can use must or had to. Rồi, đây là cái bảng mà các bạn sẽ thay đổi cái thì khi mà mình muốn đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Rồi, the second table, cô sang bảng thứ hai, đó là về cái trạng từ. Mình có thể có cái trạng từ hoặc những cái đại từ, trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn hoặc những cái đại từ. Rồi, for example, this in direct speech, we change to that in reported speech. Rồi, these, we change to those. Here, to there, now, then. Today, that day. Tomorrow, change to the following day or the next day. Ago, we change to before. Right now, we use at once in reported speech. And how about yesterday? We use the day before or the previous day in reported speech. And how about last? In reported speech, we use the before or the previous. For example, last week. So, in reported speech, we use the week before or the previous week. Now, how about next? The after or the following. For example, next month. So, in reported speech, we use the month after or the following month. Rồi, cô vừa mới giới thiệu xong cái bảng mà khi mà mình đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp về những một số các đại từ this, these hoặc là một số những cái trạng từ chỉ thời gian hoặc là nơi chốn. Các em xem thêm một số những cái ví dụ để các em hiểu rõ hơn về đổi thì và một cái số các trạng từ. Rồi, let's look at the first example. I am busy. He said, this is a direct speech. Đây là cái câu trực tiếp các em ha. Rồi, vậy thì bây giờ mình đổi sang cái reporter speech, câu gián tiếp, thì mình sẽ có là, mình thấy ở đây là câu này là trực tiếp mình dùng thì present symbol, hiện tại đơn. Rồi, vậy thì sang câu reporter speech, đương nhiên là mình phải đổi sang past symbol, quá khứ đơn. Rồi, vậy thì mình sẽ có đó là he said or he said that he was busy. Present symbol, past symbol. Right. The second one. I have bought tickets for the opera, she said. Right. This is a direct speech. And how about reported speech?
You can see have, but. This is the present symbol. And how about the reporter speak? Này, she said that. She had bought tickets for the opera. This is the past perfect. Present perfect. Okay? One more. Now, we slept early yesterday. They said. Câu này thì cô thêm một cái ngoài cái về cái thì cô sẽ thêm trạng từ chỉ thời gian. Đó là yesterday. Vậy thì các em xem nhá. Rồi. This is a direct speech and reported. They said that they slept or had slept early the day before. À, các em xem là ở cái câu trực tiếp này, cô sử dụng cái thì quá khứ đơn, thì sang cái câu gián tiếp cô cũng có thể dùng cái thì quá khứ đơn hoặc là thì quá khứ hoàn thành. À, còn cái yesterday thì cô đã đổi thành cái the day before. Có một số lưu ý, đó là khi động từ trong câu trực tiếp mà diễn tả một chân lý thì sang câu gián tiếp cái động từ đó không đổi. Các em xem ví dụ. The teacher said the earth is round. Rồi, đây là câu trực tiếp nha các em. Rồi, câu này trái đất là hình tròn. Đây là một chân lý, một cái sự thật. Rồi, vậy thì sang câu gián tiếp thì các em thấy đó là động từ không đổi. Rồi, the teacher said that the earth is round. À, các em nhìn thấy đó là thì hiện tại đơn, present symbol. Và sang câu gián tiếp cũng là thì hiện tại đơn, present symbol. Rồi, một cái thứ hai, đó là nếu động từ bên ngoài ngoặc kép ở thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại hoàn thành, present symbol or present perfect. Tức là nhớ nhé, các em nhớ là động từ bên ngoài ngoặc kép ha. Rồi, thì cái động từ trong lời nói gián tiếp mình cũng không đổi cái thì của nó nha. Rồi, câu ví dụ. She says or she has said I don't love Tom. Rồi, vậy động từ bên ngoài ngoặc kép đây, các em nhìn thấy đó là says, đó là ở thì hiện tại đơn. Has said thì hiện tại hoàn thành. Rồi, vậy thì cái thì ở trong câu trực tiếp mình thấy đó là thì hiện tại đơn. Vậy bây giờ sang câu gián tiếp nè. Các em nhìn nè. Rồi. She says or she has said that she doesn't love Tom. Đây, mình không có đổi cái thì nha các em nha. Ở đây hiện tại đơn mình vẫn để là hiện tại đơn. Đó. Rồi. Vậy thì bây giờ các đại danh từ thì như thế nào? Các đại danh từ được đối như sau. First, cái đầu tiên, em nhìn này. Ngôi thứ nhất trong lời nói trực tiếp được đổi sang cùng ngôi với chủ từ ngoài ngoặc kép. Rồi, ngôi thứ nhất thì các bạn em biết đó là ngôi I, ngôi we. Rồi, thì nó đổi cùng ngôi với chủ từ ngoài ngoặc kép. Bây giờ các em nhìn ví dụ nha. Let's look at the example. The boys said, we don't understand the lesson, teacher. Bây giờ câu này các em nhìn thấy đó là câu trực tiếp. Câu trực tiếp. Rồi, direct speech. Vậy thì chủ từ của nó sẽ là gì? Subject, we. Chủ từ là we ở ngôi thứ nhất. Thì bây giờ nếu mà cái chủ từ ở ngôi thứ nhất này nè, rồi đổi sang cái câu gián tiếp thì nó sẽ như thế nào? Bây giờ các em nhìn nha. The boys told their teacher they didn't understand the lesson. Vậy thì các em nhìn thấy đó là cái we này,
Đây, đây là ngôi thứ nhất. Rồi, trong lời nói trực tiếp nè. Rồi, cùng ngôi với chủ từ ngoài ngoặc kép. Các em nhìn thấy là chủ từ ngoài ngoặc kép nè. Đây, chủ từ ngoài ngoặc kép là cái the boys. Đó, vậy thì mình sẽ đổi cái they. The boys, tức là ngôi thứ ba số nhiều. Tức là nó sẽ là ngôi they. Rồi, một ví dụ nữa để các em rõ hơn nha. He sat. I have never had a dollar in my pocket. This is a direct speech. And how about reporter speech? He said he had never had a dollar in his pocket. Các em thấy đó là ngôi thứ nhất nè. Đây, đây là ngôi thứ nhất trong lời nói trực tiếp. Mình đổi sang nè. Đây. Đây, sang cái câu gián tiếp. Đó là mình đổi sang he. Thì nó cùng ngôi với chủ từ ngoài ngoặc kép. Đây, chủ từ ngoài ngoặc kép đây. Đó là he. The second one. Cái thứ hai, đó là về ngôi thứ hai là ngôi you. Vừa là số ít, vừa là số nhiều. Vậy thì các em hãy nhìn ví dụ. The teacher said I will punish you. Check. Thì trong cái câu trực tiếp này nè. À, ngôi thứ hai đâu nhỉ? Rồi, ngôi thứ hai tức là đây, you đây. Vậy thì cái ngôi thứ hai này mình sẽ đổi như thế nào sang cái câu gián tiếp? Rồi bây giờ các em nhìn nha. Ngôi thứ hai thì là đổi sang cùng ngôi với đối từ thêm ngoài ngoặc kép. Rồi, vậy thì tới đây các em sẽ bối rối biết đối từ ngoài ngoặc kép là cái gì. Thì bây giờ các em sẽ xem này. Cái câu này á, giáo viên nói với ai? Nói với Chuck. Thì bây giờ mình hiểu cái đối từ ngoài ngoặc kép tức là cái Chuck. Thì bây giờ mình sẽ có đó là the teacher told Chuck. Đây. Rồi. Vậy thì Chuck ở đây tức là cái ngôi thứ thứ ba. Thì bây giờ cái you này nè, đó, mình sẽ đổi cùng ngôi. Đó, đây, đối từ đây. Đối từ ngoài ngoặc kép đây. Thì bây giờ Chuck sẽ tương đương với him. Đó, ví dụ thứ hai, mình có đó là cái your. Rồi, he told them I must meet your father. He told them he had to meet their father. Rồi, vậy thì các em sẽ thấy ra là cái đối từ ngoài ngoặc kép. Đây, cái đối từ này nè. Đó là them. Vậy thì mình phải đổi cái này thành their. Đó, nó cùng đối từ ngoài ngoặc kép. Rồi, còn đối với ngôi thứ ba thì mình không đổi ha. Rồi, let's look at the example. They said she never smiles with us. This is a third person and we don't change. They said that she never smiled with them. Third person. Đây, we don't change. Okay? Now, we move to the second one. Reported questions. There are two types of question. The first, yes, no question. And the second one, WH question. Các em sẽ tìm hiểu về yes, no question và WH question in reporter speech. Chúng ta xem cái phần yes, no question trước. Vậy thì yes, no question trả lời bắt đầu bằng yes hoặc no. Rồi, let's look at the example. Do you like pop music? She asked. This is a direct speech. Okay? And let's look at the reporter speech. She asked me if or whether I like pop music. Rồi, vậy thì các em nhìn cái câu ở trên này là cái câu trực tiếp và cái câu ở dưới đây là cái câu gián tiếp. Các em sẽ xem là có những cái sự thay đổi như thế nào.
Ok. Rồi. You in direct speech, we change to I in reported speech. And like, this is a verb, present symbol and past symbol. Thì nó cũng có một số những cái điểm nó giống tương tự như là cái câu reported statement. Thì chúng ta cũng đổi đại danh từ, rồi cái thì. Rồi, tuy nhiên, cái công thức thì các em nhìn thấy đó là nó sẽ khác với cái câu reported statement. Rồi, vậy thì các em nhìn cái công thức cùng cô nha. She, subject. Rồi, khác với cái reported statement thì các em dùng là said hoặc là told someone, somebody. Ở đây á, câu hỏi thì thường là mình dùng ask someone, somebody, or wanted to know, or wondered. Ok. Rồi, next. We use if or whether. Ở đây các em lưu ý đó là mình dùng hoặc nha, chứ không phải hai cả hai cái nha. Đó, hoặc là if hoặc là whether thôi. Rồi, next, I. Subject and verb, you can see tense change. Đây, các em nhìn thấy là động từ mình cũng đổi lùi cái thì ha. Đây là cái công thức của cái phần yes no question in reported speech. Rồi, cô có một số những cái ví dụ để các em rõ hơn nha. Rồi, the first one, have you finished your report? He asks. This is a direct speech. And a reporter speak. He asks me if or whether I had finished my report. Rồi, các em sẽ thấy đó là have you finished your report? Đây là cái câu câu hỏi yes no ha. Rồi, mình thấy cái thì đây là thì hiện tại hoàn thành. Thì mình lùi sang thì đó là quá khứ hoàn thành. Đó, you, cái đại từ you. Đó, thì mình đổi sang I. Rồi, tại vì đây là cái ngôi thứ hai. Rồi, or the second one. Can you help me? She asked. Rồi, đây là cái câu trực tiếp ha. Rồi, bây giờ mình đổi sang cái câu gián tiếp này. She asked me if or whether I could help her. Rồi, bây giờ các em nhìn thấy đó là ở đây mình có là can. Sang câu gián tiếp mình đổi thành could. We move to WH question. Bây giờ chúng ta sang cái phần WH question, câu hỏi với WH. Thì như chúng ta đã biết đó là câu hỏi WH là cái câu hỏi mà bắt đầu bằng what or where or why or how or who. Ok. Rồi, first I have an example. Where do you live? She asked. This is a direct speech. Đây là câu trực tiếp ha các em. Rồi, vậy thì nhìn cô đổi cái câu trực tiếp này sang câu gián tiếp như thế nào nha. Rồi, she asked me where I lived. Rồi, đây là câu gián tiếp ha. Thì bây giờ các em nhìn thấy đó là mình cũng thay đổi đại từ này. Rồi, live, this is a present symbol nè, and this is a past symbol. Thì mình cũng đổi cái thì, hay mình gọi là lùi thì ha. Vậy thì từ cái ví dụ này mình có cái công thức nè. Công thức của câu gián tiếp đối với WH question ha. Rồi, she. Rồi, trong câu hỏi thì mình cũng dùng là asked someone or somebody. I wanted to know or wondered. Rồi, where, here is a WH word.
Cái where đây người ta gọi là WH word. I subject. And how about lived? This is a verb. Cho các bạn thêm một số những cái ví dụ ha. Rồi, what are you doing? He asked. Rồi, câu hỏi này là câu hỏi WH. Và ở đây là câu trực tiếp ha các em. Rồi, bây giờ mình có câu gián tiếp nè. He asked me what I was doing. Ở đây các em nhìn thấy đó là cô sử dụng present continuous, hiện tại tiếp diễn ha. Thì sang đây, cô phải lùi về đó là quá khứ tiếp diễn. Past continuous. Và các em lưu ý cho cô, đối với cái câu hỏi mà mình có sử dụng do hoặc là does hoặc là did thì sang cái câu gián tiếp mình bỏ đi cho cô nha. Cô có thêm một cái ví dụ nữa cho các em. When will you see the film? She asked. Câu này cũng là câu WH question nha các em nha. Rồi câu hỏi với WH, nó là từ để hỏi đó là where. Thì các em nhìn thấy đó là mình sử dụng will. Will đổi sang would. Ok, thì bây giờ mình sẽ có đó là she asked me when I would see the film. Rồi đây, will đổi sang cái would. Cuối cùng cô giới thiệu đó là về cái commands or requests, tức là cái câu mà mệnh lệnh yêu cầu, tức là cái câu mà không có chủ ngữ ha các em nha. Rồi vậy thì cô cũng chia làm hai loại, đó là loại affirmative requests and negative requests, tức là loại mệnh lệnh khẳng định và mệnh lệnh phủ định nha. Rồi vậy thì cái này cô đi nhanh thôi tại vì nó cũng đơn giản. Đối với loại mệnh lệnh khẳng định thì các em sẽ nhớ cho cô cái công thức này. Subject: told someone, somebody. Rồi, and we use two verb. For example, she said to me, keep silent please. Các em nhìn thấy đó là cái câu mệnh lệnh keep silent please. Đây là câu mệnh lệnh khẳng định ha. Vậy thì bây giờ mình áp dụng công thức ha. Đó, she nè, subject nè, told, rồi someone, somebody, me. Đó, các em nhìn, lưu ý cho cô đó là said thì phải là to someone, somebody, còn told thì là told someone, somebody thôi ha, không có to ha. Rồi, tới to verb thì bây giờ các bạn, các em có đó là to và verb ở đây tức là keep. Rồi, silent. Ok. How about negative request? Đối với mệnh lệnh phủ định thì các em chỉ việc thêm not vào đằng trước to verb cho cô thôi ha. Rồi, các em cũng có đó là subject plus told someone, somebody plus not to verb. Let's look at the example. She said to me, don't make noise. Rồi, các em nhìn thấy đây là cái câu trực tiếp mà mệnh lệnh, nhưng mà mệnh lệnh phủ định. Các em nhìn thấy phủ định đây, nó bắt đầu bằng don't. Thì mình áp dụng công thức thôi các em ha. Rồi, subject, she told, rồi, someone, somebody, me, rồi, not, rồi, to, và verb ở đây, make. Rồi, she told me not to make noise. Okay. I have some more examples. Sit down, he said. Rồi, cô có thêm một ví dụ về cái mệnh lệnh khẳng định ha. Rồi, bây giờ vậy thì mình áp dụng công thức ha. He told them to sit down. Rồi, đối với những cái câu mà mình không có đối từ á, thì các em có thể tự thêm đối từ vào ha. Đây, đâm nè. Ở đây không có. Ví dụ như là mình có he said to me thì ở đây là he told me. Nhưng mà đây, ở đây mình không có cái đối từ thì mình có thể tự thêm vô ha. He told them to sit down.
Này, subtract, told someone, somebody to verb. Hoặc là mệnh lệnh phủ định nè. Do not or don't drive fast, she said. Đôi lúc mình cũng có thể sử dụng cái ask thay cho told cũng được các em ha. She asked me or she told me. Rồi, not to drive fast. Này, subtract nè. Ask or told someone, somebody nè. Not to verb. Ok. Bây giờ là hai cái ví dụ để làm rõ cho cái phần lý thuyết. Cô vừa mới giới thiệu cho các em đó là về câu cái cách đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp đối với ba loại đó là statement, question and comments or request. Chúc các em học tốt.